Em tên là Phan Văn Trường ạ. Năm nay em 35 tuổi ạ. Em đến từ Nghệ An ạ. Trường công tác bên ngành nghề gì? Dạ em ở nhà kinh doanh ạ. Ai? Mà em? Dạ em là Thanh Tâm ạ. Em năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Rồi, hai em là ở ngoài Nghệ An luôn? Dạ, dạ vâng ạ. Ở ngoài quê và đây lập nghiệp anh ạ. Chồng em Nghệ An, còn em ở Hà Tĩnh. Nhưng mà là làm việc ở Sài Gòn? Dạ, làm ở việc Bình Dương. Bình Dương? Dạ. Hai bạn quen nhau từ khi nào? Mà chuyện tình yêu ra sao? Em và chồng em thì quen nhau năm 2012. 19 tháng 5 2012. Hồi đó là em cùng một fan hâm mộ của chương trình Quà tặng âm nhạc. Quà tặng nửa đêm. Hồi đó là em mới chia tay người yêu cũ. Thì em có viết một bức thư lên yêu cầu bài hát. Thì vô tình là bài hát của em được phát, mà trong đó có số điện thoại. Vì em nói là ai cùng tâm trạng thì nhắn tin, chia sẻ. Tự nhiên thấy số nhắn tin là em khỏe không? Em đang làm gì đó? Em nói em khỏe. Xong rồi chồng em nói em rảnh không, mời em đi uống cà phê. Em nói ông nào tào lao mà giờ tự nhiên ở đâu mà em không quen không biết gì mời uống cà phê. Em nói dạ không. Em cùng nhắn qua nhắn lại vậy đó. Chiều em về em kể với chị bạn của em, với em gái em. Xong chị bạn nói ê đi 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 xem mặt đi. Em thôi ba cái bọn tào lao ở trên đài. Lao. Thế là em nói em bận rồi em không đi nữa, em từ chối vậy đó. Dạ đến chiều thấy 5 giờ về thấy ông nhắn tin là em về Bình Dương chưa, anh cùng chuẩn bị về. Em nói dạ em cùng chuẩn bị về. Vậy đợi anh với, vì khi nãy là bọn em gặp nhau ở dưới Đồng Nai á, em cùng xuống em gái ở dưới đó chơi, còn ông thì làm việc ở Sài Gòn. Rồi sau đó đi đến nhà ta, anh đập vào mặt em, trời ơi, một ông thấy đuối rẹt cái xe phanh khe rẹt, giơ tay lên chào hai người đẹp, rồi đập vào mắt em, trời ơi, một ông đội cái nón công trình đi đôi tông lào đen thui. Khi ở trong em đang làm xây dựng, anh lên nhìn đen, mặc cái áo bẩn bẩn nữa. Trời ơi, em nói thôi chết rồi, em bấm cái giật giật chị em nói thôi chuẩn bị chuồn thôi, chứ không phải đối tượng rồi. Sao có chuồn được không? Trời thế là sao chuồn được anh? Thế là cùng đuổi theo em sao? Bám rết. Bám riết để về Bình Dương luôn. Bám là... sau đó thì như thế nào? Có đi đâu nữa không? Có anh, cà phê. Cà phê. Và ủa, tức là lúc đó là vợ em tính chuồn mà không chuồn được. Không chuồn. Đuổi theo sao, bám theo sao? Bám theo rồi đến coi như là em đi đến đâu thì em hốt được vợ em vô uống cà phê. Về gần nhà bà. Dạ. Bằng cách nào em làm được điều đó? Em đi theo luôn, đi theo. Đi theo hoài vậy đó. Dạ. Thôi vào uống cà phê, tại vì có bà chị cũng máu. Máu uống cà phê. À, cũng tò mò trai cho nên là thôi cũng vào luôn. Tò mò trai. Nhờ vậy mới dính đúng không? Rồi. Khi nào về xong rồi sao làm quen với chị bạn em như thế nào, sao biết nhà luôn? Nhà biết nhà luôn. Là nhờ bà chị đó biết nhà. Rồi có sẵn vô nhà luôn không? Có. Hôm đấy em không vào, ngày hôm sau cách khoảng 3-4 ngày hôm sau á em vào. Em vào anh xin cơm. Vào xin cơm. Vâng. Em nghĩ sao mà đi cô người ta mà đến nó xin cơm? Em lúc đấy em đang ở công trình, em bảo chiều nay nấu cơm cho anh ăn với nha. Hai bà cũng chẳng trả lời, chứ làm cơm đâu mà ăn. Thế chiều em đi làm về em mua 15 ngàn tiền ổi với xoài. Cái cây. Em qua nhà cũng bày ra cơm ăn. Thế hai chị em mới dọn cơm ra. Bắt đầu ba chị em mới sới cơm ra, sới liền. Mới sới cho khách liền thì mình lịch sự là sới khách trước. Sau đó chủ nhà mới giờ thì sao? Trời khách liền, khách bê lên ăn liền luôn. Còn hai chú nhà đang ngồi nhìn nhau vậy đó, chưa có gì hết. Nhìn nhau, bắt đầu xáy cá xuống ăn miếng. Trời ơi, cá này dơ quá, chiên này to, lửa này không giòn. Rồi ăn canh cải. Trời ơi, canh cải này phải đập gừng vào mới ngon. Chứ nấu không đập gừng không ngon. Cuối cùng cái món này là ai nấu? Chị em nấu. Trời ơi, em bắt đầu nóng mặt. Mặt nóng rồi, nói nhà của ba chị chứ nhà tôi là chắc đuổi thắng cố về rồi. Mà nhớ thiệt hả em hay sao? Thì không đến nỗi dở gì. Mà do chồng em ăn được, ngon. Ăn cũng được nhưng mà không đúng cách. Nấu nó thiếu gia vị. Rồi bao lâu thì hai bạn mới bắt đầu yêu nhau? Trời ơi, xong cái vụ đó liền là em choáng luôn. Em không bao giờ ấn tượng được nữa. Người đã xấu mà còn vô duyên nữa. Cho nên là ghét của nào trời tao của đấy. Mà chị xấu mà vô duyên, đã không ưa rồi mà sao sáp lại. Đó là xong rồi đến khi em về em kể cho đứa em kết nghĩa lại. Em trai mới nói câu là
chị ơi nhiều người đó có khi mới hay á chị, chắc chắc vậy nó mới hay đó, chị suy nghĩ đi. Thế là bắt đầu em mới suy nghĩ. Trời đất ơi, em sao nhẹ dạ quá vậy em? Ờ. Thế là bắt đầu mới cho giao cơ hội tìm hiểu. Ừ. Dạ. Bao lâu thì các em mới cưới nhau? Dạ, gần một năm anh. Một năm. Là cưới nay lâu mau rồi. Dạ. Năm năm rồi. Dạ, chuẩn bị kỷ niệm 5 năm ngày cưới anh. À, dạ. Các em có mấy bé rồi? Dạ, hai bé. Dạ, nhà em hai bé. 5 năm rồi. Không có cơ hội chúc đâu ha. Ờ. Lúc mà tụi em lấy nhau rồi á thì lúc đó là có cảm thấy là đối phương của mình có nhiều những cái mà mình không đồng ý không? Nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ, không có. Dạ. Về trước tiên là em đi. Dạ. Hay ghen. Vợ có tật xấu không? Hay ghen, mê phim Hàn Quốc. Ấy. Lười. Hai tật đúng không? Dạ, lười với mau khùng. Dạ, khùng. Mau khùng. Dạ. Đã khùng là khóc. À, vâng. Thì em kể chi tiết ra một cái tính, một cái tật đi. Nhiều khi em đăng cái hình lên trên Facebook để bán hàng á, thì em bình luận cái vớ vẩn cũng ghen. Không phải đâu chị ơi, thì em kể cho mà nghe. Ông nói xấu em đó. Chồng em là cái đời là Facebook đồ hoặc là những tin nhắn bạn bè anh em luôn, tật là không bao giờ chúc mừng sinh nhật hoặc comment bất cứ ai hết. Nhưng mà hôm đó vô tình em vào Zalo, em thấy hình một cô gái ăn mặc thì mát mẻ, vào thế còn bảo như thế này chứ: ôi em đẹp quá. Thế em bảo à, dạ em cảm ơn anh. Xong rồi người đó đi chơi đâu thế cùng hỏi thăm. Mà cả đời vợ, bạn bè, anh em gì của vợ hoặc là anh em gì trong nhà có ai đi không hề hỏi gì hết. Ừ, mà hỏi cô đó. Dạ đúng rồi, hỏi cô đó. Hỏi cái gì, hỏi thì sao? Hỏi xã giao thì em chị đi đâu chơi đâu mà đẹp vậy. À. Xong rồi bảo bữa nào cho anh hẹn bữa nhậu được không? Mà anh Toàn á, nhà anh phải sau 10 giờ nhá, vì công việc của anh là phải đến 10 giờ mới xong. Sau 10 giờ tối hả? Dạ đúng rồi. Còn 10 giờ tối mà nhậu với em kích với cô gái hả? Đúng rồi. Ừ, đặc thù công việc của em là có rảnh sau 10 giờ tối. Đấy. 10 giờ tối mà nhậu sao vâng. Làm gì trời? Xảy ra thôi anh. Đấy, em nói là ông chồng em mới giải thích là anh hẹn vậy nhưng mà anh chưa đi bao giờ. Em nói anh đi thì anh biết, trời biết, đất biết và cô đó biết chứ em không biết. À, dạ, tức là đó. Bây giờ đang hỏi em, tật xấu ghen của em. Dạ. Bây giờ cuối cùng là ra tật xấu của ông này. Đúng rồi. Tức là người ta ghen có lý do. Dạ. Rồi, dạ. Rồi bây giờ cái chuyện mà em nói là vợ em mê phim Hàn Quốc á, mà cũng gọi là tật xấu nữa hả? Mại xem phim đút cơm cho con ăn bị hóc xương luôn anh. Vâng. Cái đó xấu, cái đó xấu. Mại là còn gì nữa? Còn lười nữa chị ạ. Lười. Tất cả việc nhà đều em hết. Bây giờ hai đứa nhỏ đang nhỏ thì em thông cảm được, cái mai mốt lớn thì không biết là có chịu làm hay không. Giờ tất cả tật đều việc nhà đều em. Cơm nước, chở búa, lau nhà, mỗi phơi chén. Đồ, rửa chén thì có luôn. Có luôn? Dạ. Tại vì ba mẹ con nó kẹt coi phim Hàn Quốc. Đó. Rồi giờ tới phiên em nè. Dạ. Anh ấy ngoài cái việc là hay nhắn tin rồi chit chat với gái, thả thính một lần về em dập tắt luôn anh. À dạ. Rồi còn thật gì nữa không? Mới cưới nhau về, hồi xưa chồng em đang bên xây dựng á, là chồng em đi làm Sài Gòn nên đi từ 5:30 sáng, còn em thì làm muộn hơn. Em đang ngủ, thế là vợ thì đang ngủ mà chồng dậy thay đồ đứng từ xa anh, nhè cái thay quần ngủ, nhè cái mặt vợ ném bụt một cái vậy đó. Rồi sao? À, có thú vui là ném quần lót vô mặt vợ. Dạ. Cái thú vui đó em ơi, ngộ lắm. Mỗi người một thú vui. Rồi còn cái gì xấu đâu? Không, chồng em thì đa số là điểm tốt hết. Đúng rồi, ông siêng quá trời quá đất, có gì đâu mà xấu. À. Vậy em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thứ nhất là bỏ được thuốc thì bỏ hẳn, bỏ được luôn đi. Chứ bỏ nhấp nhấp về đến khi cứ nghiện không, em không thích. Ừ. Dạ, với thứ hai này là từ trước giờ là chồng em cùng lãng mạn, ý là cũng biết quan tâm vợ. Nhưng mà là y như là người sau cùng, quan tâm người sau cùng không à. Nhiều khi em về em tủi, em muốn chồng em là người người đầu tiên hơn. Ừ. Có khi ngày sinh nhật em, cả bạn bè anh em gì gọi điện chúc nhặng cho chị, chồng em gọi điện cứ hỏi: vợ ơi con ngoan không? Con thế nào rồi? Cũng chả thấy động tá gì đến sinh nhật vợ hết. Ừ. Cả ngày hôm đó là em tủi luôn. Tức là bây giờ em mong muốn ảnh là những cái ngày đó là phải chúc em đầu tiên đúng không? Dạ. Chị nói em nghe nè, 12 giờ 15 đêm hôm trước đó, trước khi em đi ngủ á, em nhắn tin trước đi, sáng mở mắt ra đó, nó thấy tin em đầu tiên. Nó hay lắm. Ừ. Rồi, em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt khùng. Hay khùng. Nóng tính á. Vâng. Gọi là chồng em nói nóng á. Dạ. Hay khóc. Vâng, có gì từ ai tí là khóc sụt xịt, khó chịu á. Vâng. Rồi, nóng tính á, mà sao trời nóng đến cái độ như thế nào mà chồng nói là khùng vậy? Em thì nói chung là cũng may nhờ chương trình này là em bớt nhiều. Hồi xưa giả vì như hai vợ chồng mà cãi nhau là em cứ cãi bằng được, dù sai nhưng mà em cãi được là khi nào
cho mình thắng thì thôi. Nhưng mà sang nhờ chương trình này thì thấy chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận khuyên những cái điểm gì giống mình thôi mình cũng nén lại. Nên là bữa nay là em bớt nhiều rồi. Nếu mà nhờ chương trình Vợ Chồng Son em đã tự rút ra được một số thứ rồi nhiều. Thì chị cũng nghĩ là thay vì coi như sau phim Hàn Quốc là em chỉ coi Vợ Chồng Son thôi, xong rồi em tiếp tục coi và tiếp tục rút kinh nghiệm. Đó. Nếu có điều kiện thì rủ ảnh coi luôn, xong hai chồng cùng cùng bàn bạc nó có ở chị, cái nào đó, hay cái nào hay hấp dẫn là em cứ tăng chồng em vô đó. Là up lên Facebook đúng không? Dạ, cứ up lên Facebook tăng vô hết. Trời. Đúng rồi. Còn em thì Vợ Chồng Son thì chắc chắn là em không bỏ được, là vì tập nào em cũng coi hết. Rồi, cảm ơn hai em. Chúc hai bạn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và nắm tay nhau thật chặt đi đến cuối cuộc đời.